pin thằng người ta quay còn gì anh ai thằng quay mẹ đó lương xem vào mắt tôi nếu cảm ơn xem cái này quay cái không quay của ai không quay đến ai à, cái này nó có quan trọng gì đâu nhớ thằng muốn tặng cái gì thằng muốn tặng ra cái đấy muốn tặng ra nó không 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 ai à, cái này nó có được bao nhiêu tiền đâu 230 nghìn mỗi ngày thì kiếm 230 nghìn quay 3 tiếng tức là một ngày mình lao động 3 tiếng là bằng lương công nhân được công nhân để bố ra mấy triệu một người khách có đi uống nước em có đi uống nước ngay ra đây đi xe một mình nhóc ngồi đi được bật cái tiền được 4-5 kênh thì xong rồi bây giờ nó lại chết. Giống cái hình ảnh của anh mà trên làm cái kia. Sắp tới quen.